quyền kinh màu vàng nổ tung như là ngàn vạn tinh tú nổ nát, sáng lạn đáng sợ. Giờ khắc này khắp lôi hải trong khoảnh khắc đều bị chấn tiêu tan, cảnh tượng lộ ra trước mặt mọi người. Đó là ai? Chữ thánh đều ngây dại, nhìn thấy từng tòa thiên cung to lớn, thấy được hai người chiến đấu kịch liệt đánh nát hết thảy, giống như hai vị thiên thần đang đại chiến. Bất kể là người thường hay là đại thánh tất cả đều kinh sợ. Người trong có người lưu chuyển tia sáng ngũ sắc kia, mặc dù ở cảnh giới thành vương, nhưng cái loại phong thái của hắn lại giống như một vị thần tối cao. Mỗi cái giơ tay nhấc chân ung dung bình tĩnh, đều có một loại khí thế hùng tráng trời sinh, khắp vũ trụ trời đất mênh mông chỉ có hắn độc tôn. Đây là khí chất chiếm giữ thần vị tối cao mới có thể có được. Tất cả chư hùng đều run rẩy, mỗi người đều sợ hãi. Diệt phàm ở trong biển thiên kiếp cuối cùng không ngờ vẫn còn đang chiến đấu, mà lại gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh mẽ thân thể bất diệt của Diệp Phàm xuất hiện vết rách, có thể thấy được xương cốt trắng xóa lẫn trong máu màu vàng, nhìn thấy mà gây người, rốt cuộc hắn gặp phải địch thủ nào, quả thật súng động lòng người. Các đại thánh sợ run, bọn họ linh giác sâu sắc hơn một ít, thấy được cảnh tượng vạn tộc cùng tôn sùng, chúng sinh cúng bái, người kia như là chủ tể vũ trụ, chư thần đều phải dập đầu cúi lại. Chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng? Nô Ma Vương cả kinh kêu lên, trong lòng run rẩy ở mẫu tinh của hắn đến nay vẫn còn tôn thờ vị thần tối cao trước thái cổ này. cái gì? mọi người đều như phát mộng, như bị sét đánh. điều này quả thực giống như chuyên thần thoại, quá mức khó tin. bất tử thiên hoàng trong truyền thuyết đều xuất hiện trong lôi kiếp, đây là loại nghịch thiên cỡ nào? trời xanh rõ ràng là muốn tuyệt sát thánh thể, không cho hắn quá quan mà. đây chính là vị thần các tộc đều phải tôn sùng, không ngờ lại hiển hóa ở trong thiên kiếp một tà thần dị tộc cổ xưa run giọng nói. Bất tử thiên hoàng uy vọng rất cao, có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, từ xưa đến nay chưa bao giờ bị quên lãng, hết thảy về hắn chính là một bộ thần thoại, khiến người ta rung động. Nghịch thiên mà. Cổ yêu bách kiếp đạo nhân than nhẹ. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc thích thiên thì sắc mặt trắng bệch. Điều này đối với lão mà nói thật sự là một tin tức tồi tệ, trên mặt lão lúc xanh lúc trắng, nắm tay siết chặt. Đế thiên, đại ma thần, nhân vương đều trầm mặc, nhìn chăm chú trong lôi hải, ánh mắt lấp loái. Bọn họ có tín niệm vô địch, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Quyền kinh màu vàng cùng với thần quang ngũ sắc kia tới nhanh đi cũng mau, lôi hải hỗn độn ngay lập tức ép xuống lại bao phủ nơi đó, không thể nhìn thấy gì nữa. Ở bên ngoài, chư hùng đều kinh sợ trong lóng. Diệp phàm đại chiến với bất tử thiên hoàng, thật sự là đánh tới mỗi một giọt máu đều phải thiêu đốt lên xương cốt đều gãy nhiều chỗ mà vẫn không ngừng giao phong hắn liều mạng tắm trong máu hắn rút cục ý thức được đây là trời xanh làm khó dễ hắn từ lúc bắt đầu độ kiếp đến giờ hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ mặc dù có bí quyết chữ giả cũng không có khả năng kéo dài không suy mỗi một lần chữa trị thương thể đều cần thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh màu vàng nhìn như trong nháy mắt phục hồi như cũ nhưng chính là không ngừng tiêu hao lực căn nguyên từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ, dù hắn có là một vị thần cùng không chịu nổi, nhất là gặp chủ tề vạn tộc bất tử thiên hoàng này, lại càng thêm nguy hiểm. Diệp Phàm nhờ ý chí cường đại chống đỡ hắn, chỉ vì người này là bất tử thiên hoàng, xưng tôn ở quá khứ, được xưng là vị thần tối cao, vì thế hắn muốn chiến một trận. Người như vậy xưa nay ít thấy, cách xa nhau muôn đời căn bản không có khả năng gặp được, ngày nay có cơ hội chiến một trận, làm cho chiến huyết màu vàng của hắn sôi trào nếu là những người khác đối mặt với địch thủ trí cường như vậy thì sớm sinh ra lo sợ nhưng diệp phàm lại phấn chấn cho dù thân thể không phải ở trạng thái tốt nhất cũng mạnh mẽ kích phát tiềm năng một trận chiến này phải đánh đến cùng diệp phàm quyết đấu với bất tử thiên hoàng gần như là chuyện trong mơ nhưng hắn không phải không nghĩ tới sau khi giết chết thiên hoàng tử hắn hắn từng có ý niệm trong đầu như vậy Điều nói người này chứng được thần vị tối cao, chẳng lẽ thật sự tọa hóa trong lịch sử sao, có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được chuẩn bị về sau của hắn. Ngày nay, không cần nghĩ nhiều gì khác, người này xuất hiện trong thiên kiếp cực kỳ khủng bố, quả thực trong cùng cấp không ai có thể là địch. Trên thân diệp phàm đồ không hề ít máu màu vàng, tuy nhiên cùng làm cho bất tử thiên hoàng phải trả giá không nhỏ, đồng dạng có máu ngũ sắc bắn tung tóe, hai người đánh đến thiên hôn địa ẩm. Diệp phàm thét dài, âm thanh chấn động lôi hải, kinh động bằng bác trong một tòa đại điện khác, hắn mở tròn mắt, muốn vọt tới tương trợ. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Không sao, gặp gỡ một vị thần trước thái cổ, có hơi khó đánh, ngươi không cần lại đây, một trận chiến này phải chính ta đến. Diệp Phàm chuyển âm, không cho bằng bác đến gần. Một trận chiến này quá mức thảm thiết, chân thân Diệp Phàm đều bị đánh nát, mảnh xương trắng bay tung, máu màu vàng bắn vãi khắp nơi đây là một đại địch tuyệt thế. Đương nhiên, bất tử thiên hoàng cũng bị hắn chém ngang eo, ngọc thạch cầu phần, đồng cảnh giới chiến một trận, đại đế trẻ tuổi cũng phải liều mạng cố sức, mặc dù là thần cũng không ngăn được hắn. Diệp tử, ngươi không có việc gì chứ. Bàng bác phóng vọt tới, mạnh mẽ xông vào tòa đại điện này, hắn vô cùng lo lắng, cảm nhận được một mùi máu tanh cùng với đại chiến thảm thiết. Đừng tới đây, ta không sao, chỉ là hôm nay đại chiến quá nhiều, thân thể không ở trạng thái tốt nhất, khiến ta có chút tiếc nuối. Diệp Phàm nói vậy nhưng không ân hận, hắn quyết chiến với bất tử thiên hoàng, vô cùng phấn khởi và điên cuồng. Bàng bác tự nhiên không chịu rời đi, thủ hộ ở trước đại điện, hắn rất lo lắng, một khi Diệp Phàm gặp nguy hiểm hắn sẽ phóng vọt vào liều lĩnh ra tay. ầm, ừ. Máu màu vàng của Diệp Phàm nổ vang như tiếng sấm, khớp xương cả người kêu rốp rốp vang động hắn gượng ép tụ tập tinh khí thần để cho mình hướng tới trạng thái đỉnh phong rồi rào bước tiến lên hắn chiến tới điên cuồng lại tiếp một lần va chạm kịch liệt hắn và bất tử thiên hoàng đồng thời vỡ nát thành đống xương vụn vô cùng thê thảm diệp tử bằng bác kêu sợ hãi xông lại đây rốt cuộc không kiếm nổi không thể để hắn tiếp tục chiến điên cuồng như vậy tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên đống xương trắng lấp lánh của diệp phàm dung hợp cùng một chỗ máu cùng bắt đầu chảy ngược một lần nữa tạo thành một khối kim thân bất diệt sang lòng lánh bên kia thân thể bất tử thiên hoàng cũng hợp lại cùng nhau ánh mắt lạnh lùng tuy rằng tóc tai bù xù nhưng lại có một loại uy nghiêm tối cao khí cơ khủng bố người đi yêu hoàng điện đi không cần ở trong này diệp phàm cố ý bảo bằng bác rời đi hắn phải huyết chiến đến cùng ầm ừ. đại chiến lại bùng nổ càng ngày càng kịch liệt Diệp Phàm càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn tạo ra dị tượng, đồng thời huy động lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay. Một trận chiến này đã kéo dài thật lâu sau, phi thường gian nan, cuối cùng Diệp Phàm giành phần thắng, bất tử thiên hoàng bị bổ thành hai nửa, đầy người đều là thần huyết ngũ sắc, khiến người ta chấn động. Nhưng Diệp Phàm lại trầm mặc một hồi, bởi vì đại chiến với nhiều vị đại đế, thân thể sớm không còn ở trạng thái tốt nhất, như thế nào lại càng đánh càng mạnh giết chết bất tử thiên hoàng, điều này có phần không thích hợp. Bỗng dưng, hắn ngừng đầu lên, ở chỗ sâu trong thiên cung hắn nhìn thấy một thân ảnh, đứng sừng sững trên bầu trời nhìn xuống, khiến hắn giật mình dùng mình một cái. Bất tử thiên hoàng, như thế nào lại có hai người, diệp phàm nhảy dựng trong lòng, một người bị hắn bổ thành hai nửa, còn chưa trọng tổ lại được, như thế nào lại xuất hiện một người. Không đúng, vị này vốn vẫn ở đó, không nên nói là sau lại xuất hiện, mà chính là không hề bị chú ý tới mà thôi. Diệp Pham bừng tỉnh. Khối thân thể này lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới, càng thêm uy nghiêm khi nuốt tinh hà, trong con nguy hiện ra cảnh tượng mặt trời vỡ nát trăng rơi rụng, khắp vũ trụ đều sợ run ở dưới chân hắn. Bất tử thiên hoàng này còn cường đại hơn. Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới một bí tân là Thánh Hoàng tử ngay lão phụ thân hắn nói ra, xưa nay ít có người biết. Bất tử thiên hoàng được vạn tộc cùng tôn thờ, vô số sinh linh tiến hành cùng bài hắn, niệm lực tín ngưỡng tinh thuần đó nhưng lại dựng dục ra một thần thai, hóa thành một thần, cùng hắn giống nhau như đúc, pháp lực vang dội cổ kim. Sau lại, chân thân của bất tử thiên hoàng lui ra phía sau màn ẩn cư, dùng thần này để thống ngự vạn tộc, chính mình thì bế quan tu luyện nếu không phải thời khắc cực kỳ trọng yếu sẽ không xuất hiện. Diệp Phạm lộ về sợ hãi, cảm giác kinh sợ. Bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại, hắn bộ làm hai nửa kia hẳn là thần, mà không phải chân thân. Lúc này chân thân mới xuất hiện. Kèng Chuyển đến một tiếng kim khí vang dội có thể đánh rách tà tơi vũ trụ, phía trên bầu trời, sau lưng chân thân kia một thanh thiên đao tự động ra khỏi vò, hừng hực chiếu sáng nếu thái dương cùng so sánh với nó đều giống như ánh đom đóm lập loài. Trong hiện thực, thiên đao bất tử chân chính đến nay còn chưa xuất thế, không biết lưu lạc ở phương nào là một kiện binh khí trí tôn từng tiếp nhận vạn tộc triều bái, mà đao này là với đạo tác hiển hóa thành hình, bổ thẳng xuống. Cái đỉnh tàn phá trên đỉnh đầu diệp phàm phóng vọt lên, phát ra vạn tia mậu khí va chạm với thiên đao bất tử. ầm, ừ. Tản ra hào quang trói mắt, địa phương này bị dập nát, cung điện của bất tử thiên hoàng cũng bị hủy diệt, tất cả hết thảy đều tan biến, hỗn độn lôi hài nổ tung. Mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy máu màu vàng vẩy ra, ngoài ra không còn thấy gì khác. Một lát sau, tiếng sấm u u lại lần nữa ngăn cách tầm mắt mọi người. Toàn thân diệp phàm đậm máu, rất nhiều chỗ xương cốt lộ ra, xương trắng dày đặc, cái đỉnh trên đỉnh đầu gần như nổ tung, nơi nơi đều là vết dạn nứt, dường như chỉ cần búng nhẹ một cái nó sẽ âm ầm vỡ vụn ở trên mặt xuất hiện lỗ thủng thứ 8, giống như một thanh thiên đao, lưu động một loại khí tức vô địch trí tôn, chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm quay đầu lại, cung điện bất tử thiên hoàng đều bị sụp đổ, chân thân bất tử thiên hoàng chìm sâu vào trong biển lôi điện hỗn độn, từ đó mất đi bóng dáng, không có lưu lại mảy may khí cơ nào. Không thể chiến một trận với chân thân kia, Diệp Phàm lòng có tiếc nuối. Trận đại chiến vừa rồi trong thiên cung quá mức tịch liệt, trời xanh không muốn thừa nhận cũng không được bởi vì hắn đã thành công đánh giết đi ra. Bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại. Diệp Phàm lầm bẩm. Đây là một sự thực, người này từ chất ngút trời, được xưng là thần nhân trời sinh, có lời đồn đã nói rằng bất tử thiên hoàng có thể là người của tiên vực hạ giới. Còn có người nói hắn kỳ thật là một con tiên phượng chân chính, vì vậy mới có thể có được thân thể bất tử. Ở niên đại bất tử thiên hoàng xuất hiện quá cổ xưa, khó bề phân biệt thực giả. Tục truyền, hắn từng tranh chấp cùng đế tôn, dám chống lại. Cũng có lời đồn nói sau khi đế tôn tọa hóa hắn mới xuất thế, dẫn đầu tác loạn, cuối cùng thống ngự vạn tộc. Cũng có người nói là đế tôn chết đi rất nhiều vạn năm sau hắn mới sinh ra, chiến tích huy hoàng vô địch ngạo cổ quán kim. Cuộc đời của người này đều bị bao phủ trong sương mù, để lại quá nhiều bí mật. Từ thái độ của một ít cổ hoàng đối với bất tử thiên hoàng, có thể thấy được mấy phần quỷ dị đầu chiến thánh hoàng phụ thân của hầu tử khi còn trẻ tuổi rất tôn sùng bất tử thiên hoàng, mặc dù sau này thành đạo cùng vẫn mang tính ý đối với cổ nhân tiền bối, nhưng tới lúc tuổi già lại tự tay phá hủy đàn tràng của hắn. Đây là một câu đố muôn đời, đến nay cũng không ai có thể giải được đáp án vì sao. Đời sau, vô thủy đại đế cường thế nhập chủ tử Sơn, chiếm cứ phần mộ của bất tử thiên hoàng, nhưng nghe nói từ trước đó bên trong tử Sơn chỉ là trống không mà trên thực tế ở vô tận năm tháng trước cỗ quan tài của bất tử thiên hoàng đã biến mất, rồi tiến vào tiên phủ thế giới ở Trung Châu. Đây cùng là nguyên nhân mọi người cho rằng bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng, đồn đãi nói rằng hắn chết đi sau thời gian rất lâu lại tắm trong lửa niết bàn sống lại, vì vậy rời cỗ quan tài vào tiên phủ thế giới, tiếp tục mưu cầu thiên duyên. Tóm lại, đây là một trí cường giả bí ẩn, muôn đời trước xưng tôn được các tộc sùng bái, để lại huy hoàng không gì sánh nổi, cùng với vô tận nghi vấn. Cuối cùng không thể chiến một trận cùng chân thân hắn, cũng tốt, đợi đến khi ta cường đại hơn trong lôi kiếp đại thành tái chiến. Diệp Phàm lầm bẩm nói, trên đế lộ này hắn còn phải đi con đường rất dài, cần khai quật ra tiềm lực trong mỗi một tức huyết nhục. Diệp Phàm phỏng đoán, thời gian không còn bao lâu, nhiều nhất hắn còn có thể mở ra một tòa thiên cung cũng là phù hợp với số 9 cực hạn, lần hội ngộ cuối cùng này là ai đây? hắn chuyển âm nói với bằng bác, thời gian không còn nhiều, hay nắm bắt thời gian tìm hiểu mảnh nhỏ đại đạo ẩn chứa trong máu đế kia, tinh luyện yêu hoàng cổ kinh, và nhất định phải thu lấy hai đoạn tiên xích. Hỗn độn mãnh liệt, hồ quang đan vào trở thành như một mảng đại dương mênh mông đáng sợ nhất, mà ở trong đó, từng tòa thiên cung to lớn cùng tồn tại, cũng có rất nhiều lầu cát, thoạt nhìn phong cách cổ xưa tang thương, khí thế hùng tráng. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, chiến đến bây giờ mặc dù có bí quyết chữ giả, tình trạng thân thể hắn cũng hỏng bét, những địch thủ này đều là đại đế trẻ tuổi, người nào không phải thiên kiêu nhất của thế hệ, mặc dù là đối mặt một vị trong đó, có thể còn sống sót đều xem như một loại thần tích. Mỗi tòa thiên cung đều rất to lớn, trên mái ngói sang ông ánh giống y như thật, như là dùng thần kim qua muôn ngàn chế luyện mà thành, căn bản không giống như tia chớp hóa thành, mà diệp phàm cảm thấy dường như đang thực sự dạo bước trong thiên đỉnh cổ, bậc thềm khắc lan trạng ngọc giống như cẩm thạch đường phố rộng lớn cung điện luyện lờ sương mù hỗn độn diệp phàm nhắm chuẩn một tòa cung điện cũng không biết bên trong là ai lựa chọn rất tùy tiện không có theo quy luật gì hắn đi nhanh tới đó lần này hắn có cảm giác thực đặc thù tòa cung điện này nhìn như giản dị nhưng mơ hồ có một loại khí vận trấn áp muôn đời trong mái ngói lưu ly bình thường kia ẩn chứa sự bao la hùng vĩ tàn ra một khí thế hùng tráng Diệp Phàm nhướng mày, cảm thấy lần này có thể lại trúng chiêu rồi, hẳn không phải là loại cổ nhân như bất tử thiên hoàng nữa chứ, nhưng chân đã bước ra, không có đạo lý nào lùi bước. Cánh cửa cao lớn có khắc các loại phù văn, sấm rền chấp giật, như là có một đại đế còn sống đang ngủ say, không cho phép người ngoài quấy dày. Diệp Phàm mới vừa chạm tay vào cửa liền gặp phải chấn động mãnh liệt, rồi âm một tiếng, như là vòng trời vũ trụ sụp đổ, hắn bị áp lực hít thở không thông toàn thân xương cốt đều kêu rốt rốt vang động. Người này là ai vậy? Hắn dùng lực đẩy ra cánh cửa cực lớn phủ đầy bụi, hồ quang nổ bắn ra, làm cho bàn tay hắn máu chảy đầm đìa. Ầm. Vàng lên một tiếng nổ, bên trong cánh cửa cực lớn phát ra một loại tiếng vang trời sụp đất nứt, chấn cho linh hồn người ta đều sắp tiêu tan. Trực mi tâm diệp phàm một đám ngọn lửa sáng ngời do tinh thần lực hóa thành bùng cháy kịch liệt. Đây là một khí thế hùng tráng, cũng có một loại phong cách cổ, rung động lòng người, bên trong mơ hồ như có vạn vực chư thiên đang cộng minh, chuyển đến tiếng chư thần đang triều bái. Một con trấn long uốn lượn, một con tiên phượng dương cánh, một con bạch hổ phóng tới, một con kỳ lân ngóc đầu, từ trong đại điện vọt tới giống như từ tiên vực sáng xuống hạ giới, rung động lòng người. Diệp phàm tức thì ngần ngơ, trong đại điện này như thế nào đặc biệt như thế, thoáng cái liền lao ra bốn đầu sinh linh cường đại như vậy, chật ních lối vào đại điện, tất cả đều có chiến lực nghịch thiên khủng bố ngập trời. Tiếng chân long ngâm vang động chín tầng trời, tiền phượng bay lượn lông đuôi tươi đẹp xé rách vòm trời, bạch hổ gầm rú, tiếng giống sụp đổ núi sông, kỳ lân và chạm, tình tú vỡ nát trăng rơi xuống. Mấy loại sinh linh đồng loạt phóng tới, cảnh tượng cực độ kinh người, đây đều là tiên thú cổ xưa, nhân gian không còn nhìn thấy, như thế nào tất cả đều hóa thành tia chớp buông xuống tại đây. Hỗn độn khí mãnh liệt, địa phương này muôn hình vạn trạng, khí tường hòa cuồn cuộn tứ linh đều hiện, phát ra hào quang vạn trượng bao phủ nơi đây, như là thiên đế giáng xuống phàm trần tuần tra, có tứ linh thủ hộ ở bốn phương. Thật giống như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Sát! Diệp phàm hét lớn, hắn thật không tin đây là cái gì tiên linh, nhiều lắm cũng chỉ là một đạo lạc ấn. Tiên không tồn tại ở hậu thế, không có khả năng tìm được dấu vết gì ở trong này. Hắn đi lên chính là tuyệt sát, các loại bí thuật đều xuất hiện chiến đấu kịch liệt với tứ linh, toàn trường đẫm máu thực đáng sợ. Nguyên tử tiên quang bắn ra từng tia từng đạo, ngàn vạn tia thụy khí có thể làm cho thần hồn người ta cộng hưởng, cho đến khi tiêu tan, rằng co cùng chân long, nổi cuồng phong xé rách càn khôn. Ngũ hành thần quang ở sau lưng diệp phàm hóa thành năm thanh bảo kiếm, đối chiến cùng con tiên phượng, tiếng len keng vang động, lồng đuôi phượng hoàng ướt át tươi đẹp điêu tàn, máu phượng hoàng rơi vãi lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay, diệp phàm vung nắm tay màu vàng không ngừng va chạm kịch liệt với con bạch hổ kia, tiếng hổ gầm vang trời, hai người đều phát ra hào quang sáng lạn trói mắt. Đây là một trận đại chiến mà Diệp Phàm phải xuất ra toàn thân thế võ, liều. Mạng đấu cùng mấy con sinh linh này, đây là lần đầu tiên ở trong lôi hải hắn gặp phải và chiến đấu với sinh linh hộ vệ bên ngoài đại đế. Thật sự là một trận chiến ngoài ý muốn, chỉ đẩy ra cánh cửa to lớn của thiên cung, không ngờ lại gặp những sinh vật này, dường như chúng là tiên thú thủ hộ cung điện. Một trận chiến này, Diệp Phàm gặp phiền toái lớn, trong thiên cung không chỉ có bốn loại sinh linh này, khi đại chiến một lúc lâu sau, huyền vụ, đằng xa, côn bằng, cũng xuất hiện, tất cả đều ào tới tấn công, vô cùng khủng bố. Cảnh tượng kinh người, làm cho hắn hoài nghi mình đi lạc vào thời đại thần thoại mới gặp được các loại cổ thú trí cường này, không ngừng trinh phạt, khí tức mãng hoang ập vào mặt. Hơn nữa lúc này tất cả phù văn cổ xưa trên cánh cửa cực lớn kia đều phát sáng, hóa thành đạo đạo hư ảnh, có tiên dân thượng cổ, có sinh vật tiền sử, cùng nhau hiển hóa tấn công lại đây. Đồng thời trong lúc đó, trong cung điện có thiên binh thiên tướng đánh tới, cho dù toàn thân diệp phàm là sắt thép cũng phải bị nghiền nát, trong phút chốc hắn bị thương nặng, máu màu vàng phun tung toái hắn lập tức biết được người trên bảo tọa trung tâm kia là ai vì thế khí nuốt vũ trụ lớn như vậy ở niên đại cổ xưa đó cùng chỉ có một người đế tôn Chữ đế tôn ra thật sự khó có thể tưởng tượng còn có ai thành lập thiên đình cổ thống ngự chư vực ban bố pháp luật chư thần cùng tôn sùng đây là một người vừa huyền ảo vừa thần thánh diệc phàm liều chết kịch liệt xông tới đi vào bên trong cung điện may mà vô số đại quân chỉ là tấn công một trận, rồi sau đó liền như sóng thủy chiều rút lui. Bằng không, chỉ riêng đám chân long, tiên phượng, bạch hổ, côn bằng, khủng bố tuyệt thế kia, dù là thiên kiêu một thế hệ bị bọn chúng bao vây một thời gian dài cũng phải nuốt hận. Cũng chỉ có đế tôn mới có thể có phô trương lớn như vậy, mới có vạn cổ cùng tôn sùng, bằng không sao có thể có sinh linh cổ xưa thủ hộ tại đây, quả thật khiến người ta không thể không cảm khái, đế tôn trí cao vô thượng. Diệp Phàm toàn thân đậm máu. Hắn vừa xuyên qua bức tường người thiên binh thiên tướng, ở phía sau hắn từng đạo thân ảnh đó chậm rãi tan ra, đến khi biến mất không thấy. Chỗ sâu nhất trong đại điện, nơi đó một mảng mơ hồ, hư không đều vặn vẹo, dường như có một người đang ngồi ngay ngắn, lại giống như cái gì cũng không có. Diệp Phàm đi tới trước, hai chân lưu lại trên sàn cung điện hai vệt máu màu vàng, hắn tận khả năng cố gắng lớn nhất để thể xác và tinh thần buông lỏng hắn chỉ sợ kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trước nay chưa có. Hiện tại trạng huống thân thể hắn thật sự không tốt lắm, nhưng vì vạn vật mẫu khí đỉnh hắn phải kiên trì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cứ tiếp tục chiến như vậy rất hữu ích cho cái đỉnh của hắn. Và chạm cùng các binh khí đế, phá rồi sau đó lập, một lần nữa luyện chế sẽ càng mạnh hơn xưa. Từ từ hắn đến gần trung tâm đại điện, trên bảo tọa kia dường như có một ngọn núi lớn vắt ngang, áp bức khiến hắn hít thở không thông một loại khí tức trí cao trí đại trí tôn trí cường cuồn cuộn mãnh liệt ập tới hướng Diệp Phàm nơi này, giống như có một vị thiên thần tối cao đang nhìn xuống sinh linh. Diệp Phàm đột nhiên biến sắc, người này quá mức cường đại, trấn áp vạn giới trừ thiên, cổ kim chỉ có ta độc tôn, khiến người ta không kiếm nổi phải quỳ xuống thần phục. Ngay phía dưới bậc thềm kia, chư thần đều đang dập đầu triều bái, tràn ngập kính sợ, không ai dám ngẩng đầu, ai cũng không thể nhìn thấy thân ảnh trên bảo tọa trung tâm kia có thần toàn thân phát sáng, có thần dựng thân trong bóng đêm, có thần bao bọc trong tiên vụ, có thần cắn nuốt hào quang sáng ngời. Mỗi người đều vô cùng thần dị, thần thánh tưởng hòa và âm u khủng bố cùng tồn tại, tất cả đều đang triều bái một người. Các thần của vạn vực chư thiên đều đến yết kiến, cùng tôn thờ một đế chủ chính là đế tôn. Bầu không khí tại trường còn hoành tráng hơn so với bất tử thiên hoàng thiên địa quỷ thần cùng triều bài đế tôn, như có như không hình như có một câu như vậy vang vọng là từ thời đại thần thoại, mình mông cuồn cuộn truyền đến thời không ngày nay. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất, một đối thủ như vậy khẳng định tuyệt thế khủng bố, có lẽ hắn thật sự phải ngã xuống ở trong này, máu tươi nhuộm đế cung. Đại đế cổ chưa nói tới ai mạnh ai yếu, bởi vì chưa từng gặp nhau, chưa từng có tiến hành đế chiến, nhưng đế tôn có thể nói chính là một người đặc biệt đủ loại dấu hiệu cho thấy ở thời đại đó có lẽ không chỉ có một vị đại đế, hoặc là nói thời đại của các vị đại đế cách nhau rất gần, giống như nối tiếp nhau. Lần âm đại đạo vang lên, cả tòa cung điện đều là tiếng kinh văn, thiên binh thiên tướng biến mất, hóa thành từng cái phủ văn một chìm sâu vào trên vách tường, vào các cây trụ chạm rồng to lớn kia, trở thành vết chạm khắc. Hơn nữa, Trần Long, Tiên Phượng, Bạch Hổ, Côn Bằng, các đại tiên thú cũng quay về đạo tắc lôi hải không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng, chư thần đang triều bái tại đây, từng người một nối tiếp biến mất, dung nhập trong lôi hải. Diệp Phàm nhìn không hề chớp mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn vào thời không vạn vẹo kia, nhìn chằm chằm vào bảo tọa mơ hồ kia, mãi tới lúc đi tới gần, hắn vô cùng kinh hãi, nơi đó lại trống rỗng. Đế Tôn không ở đó, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Ở trong hư không vạn vẹo kia chỉ có một cái đỉnh lớn, nằm trên bảo tọa đế, căn bản là không có thân ảnh của Đế tôn, chính là nó phát ra khí tức bế nghệ vạn giới chư thiên kia. Trống không, không ngờ là trống không. Diệp Phạm sợ run, chịu đựng uy áp lớn lao tới gần bảo tọa, gần gùi quan sát cái đại đỉnh phong cách cổ xưa. đúng thật không có người nào, Đế tôn chưa từng hiển hóa. Thiên địa này chưa từng khắc theo nét vẽ đạo ngân của Đế tôn sao? Diệp Phạm vô cùng nghi hoặc trong lòng. Không chỉ lần này, lần trước khi thành thánh hắn cũng từng đi vào một tòa cung điện lớn, gặp được vạn vật nguyên đỉnh này, nhưng cũng không nhìn thấy đế tôn. Trên bảo tọa, cái đỉnh cổ màu xanh biếc chợt di động, phun ra nuốt vào tinh hài nhật nguyệt, có một loại khí tức trí tôn. Trên vách đỉnh có chạm khắc vạn linh, cũng có cảnh tượng khai thiên lập địa. Kết quả này thật khiến Diệp Phàm kinh ngạc, đến nay vẫn không thể chiến một trận với đế tôn, chẳng lẽ đế tôn hoàn toàn bị thiên địa làm tan biến, vĩnh viễn không thể xuất hiện đạo ngân. Diệp Phàm thờ dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có một loại tiếc nuối. Đột nhiên, cái đỉnh xanh chấn động, uy áp bàng bạc kinh người đánh ấp tới phía hắn. Diệp Phàm thúc động cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống, đón tiếp một kích trí cường đó. Rắc một tiếng âm vang của kim khí, trên vách đỉnh lại bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn hình cái đỉnh. Tiếp theo, cái đỉnh xanh lại một lần nữa đánh tới, buông xuống tiên phượng, tiên dân nguyên thủy, thần niệm hỗn độn bao gồm đủ loại sinh linh vạn vật. Ở một tiếng, cả tòa thiên cung đều sụp đổ, diệp phàm hợp lực cùng vạn vật mậu khí đỉnh phát lực, đối kháng với tiên khí tối cao của thiên đỉnh cổ. Đây là một hồi hủy diệt, khắp thiên kiếp đều bắt đầu tan giá, như là đại kiếp nạn thời tiến sử, quét ngang khắp tinh vực, hủy diệt hết thảy sinh linh. Ngoại giới, chư hùng đều hoảng sợ, tất cả vội thối lui, kinh sợ nhìn cảnh tượng này, không dám tới gần cho dù là nửa bước. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Bàng bác kêu to. Đế cung đổ nát, diệp phàm chìm nổi ở trong lôi hải hỗn độn như là một khối tử thi, bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển, tụ tập các mảnh xương và máu trọng tổ lại. Vừa rồi, hắn lại bị chấn vỡ nát tan tành, tuy nhiên cái đỉnh xanh kia cũng tiêu tán, không còn xuất hiện. Về phần cái đỉnh của hắn, lúc này trở thành một đống mảnh nhỏ, hoàn toàn không còn hình dạng gì, không có một chút hình dáng của bình khí ta không sao. Diệp Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, đứng lên, phóng mắt nhìn lại, tất cả thiên cung đều đang chậm rãi biến mất, ẩn vào trong biển lôi hải. Hắn không nói một lời, ngồi xếp bằng trong biển hỗn độn, miệng tụng tiên kinh, bắt đầu một lần nữa rèn cái đỉnh, nhận lôi điện tẩy luyện, dùng thiên kiếp là lửa, dùng hỗn độn là nước, rèn đúc lại các mảnh nhỏ cái đỉnh. Địa phương này lập tức bắn ra hào quang bốn phía, tiền khí dâng lên, vang lên các loại tiếng tụng kinh một cái đỉnh lớn thành hình, trên vách đỉnh xuất hiện các loại sinh linh, như là có sinh mệnh sắp sống lại. Hàn khắc theo nét vẽ cổ tự bên trong cỗ quan tài do chín con rồng kéo trong đó, khiến cả vật thể thần niệm trong đỉnh sáng lấp lánh, như tắm trong lửa sống lại, làm cho cái đỉnh càng thêm phong cách cổ xưa và khí thế hùng tráng, có một loại khí cơ trấn áp thiên địa. Trong cái đỉnh thần niệm ngồi xếp bằng, toàn thân sáng lóng lánh, nó như tắm trong lửa sống lại, mặc dù vừa rồi trong trận chiến liên tiếp với đế binh cái đỉnh bị đánh nứt vỡ tứ tán nhưng lúc này đã khôi phục diệp phàm miệng tụng kinh văn một cái lại một cái cổ tự lạc ấn trên vách đỉnh làm cho cái đỉnh càng ngày càng thần bí khó lường thần liên trật tự kỳ bí đan vào làm cho nó có một loại khí cơ tiên đạo càng thêm mênh mông bằng bạc diệp phàm thu được kinh văn từ trong cỗ quan tài đồng thau chín con rồng kéo kia đến nay vẫn không thể hiểu được hoàn toàn không giống như kinh văn của thế giới này trước sau không nối liền được không thể xem là pháp Ngày nay tác dụng lớn nhất của kinh văn đó là rèn luyện cái đỉnh, tất cả cổ tự đều luyện vào trong đỉnh, luyện chế cái đỉnh vạn biến. Thần niệm trong đỉnh ngày ngày mặc tụng, hào quang như mặt nước làm dịu cái đỉnh này. Lúc này, Diệp Phàm dùng thiên kiếp là lửa rèn luyện vách đỉnh khắc ra một bức lại một bức đồ án, tiên cầm thụy thú, tranh hoa điều ngư trùng, tinh hà tuyên cổ, bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có. Lôi quang nhấp nháy, hào quang vạn trượng, dấu ân khắc sâu rõ ràng trên đỉnh, vạn linh như là có một loại dao động sinh mệnh muốn rời vách đỉnh mà ra, như được giao phó cho linh hồn. Diệp Phàm dùng hỗn độn là nước rót vào trong đỉnh, tiến hành làm lạnh và làm dịu, một lần lại tiếp một lần rèn luyện, mài rũa thành một cái đỉnh kiên cố, nặng nề lơ lửng nơi đó, phong cách cổ xưa tự nhiên. Ừ. Tới cuối cùng, Diệp Phàm hợp lại một thân đạo hạnh, hợp lực cùng thần niệm trong đỉnh, chung sức làm vỡ nát cái đỉnh. Rồi một lần nữa luyện chế lại, đây là xứng với cái tên qua muôn ngàn gọt giũa, không một chút nương tay, khắc theo nét về đạo tắc và các loại đồ án, chỉ cần có một chút tí vết nào cũng không tính thông qua. Hắn muốn rèn luyện thành cái đỉnh mạnh nhất, rèn luyện trong thiên kiếp, nóng chảy trong biển hỗn độn, dung hợp hỗn độn, lấy ra đạo hòa tiên thiên, hóa thành một lò, luyện chế thành đạo binh. Đây là binh khí duy nhất của Diệp Phàm, sẽ chinh chiến cả đời với hắn, không thể thiếu sót một điểm nào tương lai bất kể hắn có thành đạo hay không, cái đỉnh này đều sẽ từng bước thăng cấp, sẽ không lạc hậu với người ta. Long hổ tương tế, hỗn độn rèn đúc, lôi quang rèn luyện, cái đỉnh càng ngày càng phong cách cổ xưa, tự chủ phát ra tiếng gầm rú, đây là luân âm đại đạo, cộng minh cùng chư thiên trên thế gian. Mặt trên có từng đợt từng đợt đạo ngân hiện lên, rồi sau đó vang lên một tràng tiếng long ngâm, một con chân long vọt ra từ miệng đỉnh nhảy lên bầu trời, chấn động vòng trời. Tiếp theo là một tiếng tiếng phượng hót, một con thần điểu xinh đẹp từ trong đỉnh vỗ cánh bay vọt lên tận trời cao, lồng đuôi màu sắc rực rỡ sáng ngời, nó dương cánh hót vang, xé rách vòng trời. Kế tiếp, một vị tiên dân thượng cổ đi ra, dung hợp cùng đạo cùng một chỗ, trở lại nguyên trạng cường đại kinh người, từng bước một bước lên trời, bước vào vũ trụ. Tiếp theo là một con hỗn bằng phóng thẳng lên trời cao, toàn thân rực rỡ lóa mắt như hoàng kim luyện chế thành, nó lên cao chín vạn dặm như diều gặp gió, làm cho vũ trụ nổ vang như tiếng sấm, chấn động mọi người ở bên ngoài. Trước sau cộng tất cả chín loại sinh linh xuất thế, vọt ra, hiển hóa ra pháp thân uy thế ngập trời, làm cho khắp biển hỗn độn sôi trào. Cái đỉnh của Diệp Phàm luyện chế thành, trên vách đỉnh có vạn sinh linh, vô cùng vô tận, ngày nay cùng chỉ là xuyên qua vách đỉnh mà ra một số đại biểu, toàn bộ còn nhiều. Ở bên ngoài, mọi người đều cảm giác được từng cổ từng cổ khí tức cường đại, rồi thấy tiên thú lao ra, có cả tổ tiên thượng cổ uy thế ngập trời, bệ nghệ tứ phương. Thế nhưng, không có người nào biết là từ đâu, còn tưởng rằng là một bộ phận của thiên kiếp, tất cả đều chố mắt nhìn chân chối, cảm thấy càng thêm không hiểu, không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Trong biển hỗn độn sấm rền chớp giật, cái đỉnh của Diệp Phàm hoàn toàn đạt tới hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới thanh vương như hắn. Diệp Phàm có cảm giác hai bên đồng bộ có một loại huyết nhục tương liên. Ừm. Cuối cùng, cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa bắt đầu nuốt trời, Trần Long, Tiên dân thượng cổ, Côn Bằng, Tiên Phượng, toàn bộ được thu về, lạc ấn trên vách cái đỉnh, chân thật quay quanh, muôn hình vạn trạng. Đồng thời giờ khắc này, nó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa toàn bộ hút vào tinh huy nhật nguyệt trong tinh không vũ trụ, bổ sung thần năng cho chính mình. Bên ngoài lôi hải, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, giống như ngày tận thế, các loại ánh sáng và tinh khí toàn bộ chìm sâu vào trong thiên kiếp, bị nó nuốt vào sạch sẽ. Đồng thời ngay lúc đó, cơ thể diệp phàm ầm ầm vang động, tự chữa trị thương thể, mỗi một khớp xương đều rung chuyển, máu thịt cùng rung động, toàn bộ thân thể kêu vang ông ông. Tinh hoa thiên địa, tình huy nhật nguyệt rơi xuống, ngoại trừ rơi vào trong miệng đỉnh, cũng rèn đúc, thanh tẩy mỗi một tức cơ thể trên người hắn, giúp hắn khôi phục nguyên khí. Trong một loạt trận chiến vừa qua Diệp Phàm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, các loại lôi kiếp hóa thành đại đế thiếu chút nữa đánh cho căn nguyên hắn tiêu tan, lúc này rút cục hắn thở vào một hơi, bắt đầu chữa trị. Sau khi tia chấp hình người hóa thành đại đế biến mất, hệ thảy gì khác đều không thành vấn đề. Tới sau lại, trong xương chán hắn bước ra một tiểu nhân màu vàng bàng nắm tay, há mồm hút một cái, thiếu chút nữa nuốt sạch lôi hải. Lôi quang đầy trời toàn bộ rót vào trong cái đỉnh cùng thân thể diệp phàm và tiểu nhân màu vàng, trở thành một loại tinh hoa tiên thiên hóa thành thần năng bổ sung vào. Máu thịt của diệp phàm rung động, xương cốt kêu rôm rốp, như là một khúc tiên âm không ngừng vang lên, rơi máu tạo tinh thần, trọng tố thánh thể, làm cho hắn càng cường đại hơn nguyên khí rất nhanh bổ sung, căn nguyên dần dần tràn đầy lên. Còn cái đỉnh trên đầu hắn cũng tự nhiên khí thế hùng tráng, ngưng kết cùng hắn thành một thể. Tới cuối cùng, hỗn độn khí cũng bị diệp phàm và cái đỉnh nuốt hết, không ngừng nạp vào, cả vật thể phát sáng phóng ra một lực lượng bất hủ. Đạt tới cảnh giới thanh vương là có thể luyện hóa hết thảy lực lượng căn nguyên, ở bất cứ một hư không vũ trụ nào đều không cần lo lắng thần năng hao hết, bởi vì có thể hấp thu rất nhiều thần năng từ hư không, hỗn độn, tỉnh tú toàn thân Diệp Phàm phát sáng bắn ra từng đám tiên hà, trở thành một vật thể phát sáng. Mà lúc này cái đỉnh cũng không còn phong cách cổ xưa nữa, nó bộc phát ra một đoàn tiên quang hừng hực, dị tượng kinh người. Ở bên ngoài, mọi người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được có dị thường, các loại thần năng tụ tập nơi đó, như là có một cái hắc động vũ trụ đang cắn nuốt hết thảy, rồi chìm sâu vào trong lôi hải đã xảy ra chuyện gì giống như có một con thiên thú thần thoại trong truyền thuyết đang nuốt thiên nạp địa các thánh trong lòng đều ngưng trọng các loại ánh sáng tinh tú rơi xuống tụ tập về hướng lôi hải toàn bộ rơi vào cảnh mờ mịt trở thành một hải dương màu bạc hơn nữa tới giờ khắc này thiên kiếp biến mất hỗn độn cũng đang giảm bớt toàn thân diệp phàm trong suốt không nhiễm một hạt bụi nhỏ hắn điều trị xong thương thể Lúc này khí huyết tràn đầy, từ thiên linh cái bắn ra một luồng kim quang rực rỡ, xò xuyên qua vũ trụ, mà cái đỉnh thì chìm nổi trong kim quang đó. Hắn mở choàng hai mắt, đôi mắt sáng lạn như tinh hà, bên trong có tinh vực, có vạn vật thế gian, khiến người ta kính sợ. Cơ thể màu đồng cổ cao lớn cường kiện, sáng óng ánh đặc biệt của kim thân bất diệt, tóc đen dài rậm tung bay xòa trước ngực và sau lưng, hắn bật người đứng dựng lên. Xoạt trước chán hắn tiểu nhân màu vàng ôm lấy cái đỉnh đã thu nhỏ lại bước từng bước trở về trong tiên thai cả người nó giống như một thần linh trở thành duy nhất trong thiên địa nơi ánh mắt hắn quét qua hư không sụp đổ hỗn độn lan ra thiên kiếp tan biến giờ khắc này hắn chân chính tấn trước cảnh giới thanh vương khi nuốt núi sông cường đại đến cực điểm diệp tử người rốt cục thành công rồi Bằng bác vẫn luôn khẩn trương thủ hộ ở một bên, thơ phao một cái, trong mắt nhấp nháy nói. Hắn lưng hùng vai gấu, cao tới gần một trượng, như là một tòa thiết tháp, cân cơ bắp thịt nổi cuồn cuộn như rồng. Ở trong tay hắn, có hai đoạn tiên xích lòng lành ánh vàng xanh, không còn sao động, sớm đã bình ổn lại. Ngoài ra trong hư không có một cái đỉnh sứt mẻ gì xét loang lổ. Bằng bác ở trong yêu hoàng điện có cơ duyên rất lớn, từ trong mấy giọt máu đê kia hắn thu được mảnh nhỏ đại đạo có ẩn chứa một bộ phận chân nghĩa của yêu hoàng cổ kinh là báu vật vô giá. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên xích, đây là hai trong năm đoạn của đế binh cực đạo, nếu như có thể chữa trị ác sẽ làm cho mọi người khắp cổ lộ nhân tộc điên cuồng. Hiện tại huynh đệ chúng ta liên thủ đi ra ngoài, xem ai dám trêu chọc, đều dám khi dễ chúng ta, toàn bộ trấn áp. Bằng bác từ trước đến nay cũng không phải là một người sợ phiền phức, lúc này lại càng hào khí sông lên tận trời. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh đồng xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngày nay đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, bất cứ nơi đâu trên cổ lộ đều có thể đi tới, không cần lo lắng gì. Bàng bạc nói: "Cái gì đế thiên, cái gì đại ma thần, chờ hai huynh đệ chúng ta tấn trực tiếp vài cái tiểu cảnh giới, trấn áp hết thảy, chụp bắt mấy gái làm sai vặt, còn thanh thi tiên tử, nhân vương kia cũng không tệ, cứ dứt khoát bắt lấy cho làm nha hoàn, cho đẹp cảnh vui ý." hắn miệng lưỡi thẳng thừng, không kiêng nể gì, âm thanh vang động vũ trụ, người bên ngoài đều nghe rõ rành rành, tất cả đều trận mắt há hốc mồm. Đề thiên, đại ma thần nghe vậy trên mặt đều thờ ơ, thân thể không nhúc nhích chút nào, vẫn chưa nói gì, nhưng đều đang suy nghĩ sắp tới sẽ đối đại thế nào khi gặp bằng bác. Mà thanh thi tiên tử, nhân vương cũng rất chấn tĩnh không hề để ý tới, biểu hiện vẫn ung dung thoải mái ngược lại hai tiểu nha đầu bên cạnh hai người, ngay vậy đều lào đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, mà hàm răng thì nghiến trèo trẹo. Thiên kiếp sắp biến mất, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại giống như là hồi quang phản chiếu đột nhiên dữ dội hơn lên. Diệp Phàm thương lượng cùng bằng bác, sau đó lại truyền âm nói với Thanh Hoàng Đạo Nhân, sẽ hiệp với lôi hải vô cùng tận này nhằm về phía phần mộ yêu hoàng, phải hủy diệt sạch đám âm thần nơi đó. Ừ. Không hề nghi ngờ, biến cố tới bất ngờ này khiến mọi người kinh sợ, thiên kiếp lại di chuyển nhanh như tia chớp, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Dọc đường có đại quân âm linh đuổi theo trừ thành tới nơi đây, vẫn còn đang ở xa xa theo dõi thiên kiếp của Diệp Phàm Giờ phút này đều hoảng sợ tới mức vong hồn đều phát run, xoay người bỏ chạy. Bọn chúng là sinh vật do âm khí sinh ra, sợ nhất là loại lôi quang trí dương này, một khi bị quét chúng hẳn phải tiêu tan không thể nghi ngờ. Màu đê ta không dám thu, biến mất về hướng lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng chúng ta dẫn thiên kiếp tới như vậy có thể bổ ra thi thể yêu hoàng xuất hiện hay không bằng bắc nhỏ giọng nói diệp phàm nói ta hoài nghi trong phần mộ đã xảy ra điều gì đó bằng không như thế nào lại có máu đế chảy ra lần này dựa vào lực lượng thiên kiếp xua tan đám âm linh do xét xem đến tột cùng trong lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng có cái gì âm linh chạy tán loạn ngay cả mấy âm thần đều hốt hoảng lui về phía sau. Bọn họ cực kỳ cường đại, có thể tranh phong cùng đại thánh, mỗi người đều xấu xí như thiên lôi, toàn thân là lông vàng, nhưng lại e ngại nhất là lôi điện. Chư vị, còn chưa gì nữa, nhân cơ hội này tiến vào lăng mộ yêu hoàng, nhìn xem thi thể đế. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, dẫn dắt đại quân đi theo, vọt vào trong vùng sông núi tráng lệ kia. Lăng mộ cổ giống như một thế giới, có núi sông, có ao hồ, mình mong vô ngần. Huyệt mộ đế chân chính đã được phát hiện ở phương vị đó, nhưng sở dĩ chư đại thánh phải rời đi là vì âm thần chỉ huy đại quân, ngăn cản con đường phía trước đánh đuổi đi. Ấm. Ừ. Thiên kiếp hồi quang phản chiếu đang ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất, cũng đánh cho thân thể diệp phàm lay động một trận. Bằng bác biến sắc, nếu không nhờ có khi thiên trận văn của vô thủy đại đế, ắt hắn sẽ tiếp tục xương cốt lẫn máu tươi bắn tung toái ầm một tiếng nổ vang, phía trước dâng lên khí tức đế mênh mông bằng bạc, một cái hang rồng tối om dung chuyển kịch liệt, rồi một con rồng vọt ra. Đó là một con chân long trắng như tuyết, có khí tượng của trí tôn. Mọi người đều bị dọa đến sợ run, chứ thánh càng nơm nớp lo sợ. Đại thánh sông tới trước nhất lập tức quỳ sụp xuống, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, con rồng này có uy thế của đại đế cổ. Đây là, kiều hoàng, hắn là con thỏ tuyết đắc đạo, không ngừng rèn luyện tinh huyết, Tiến hóa thành một con ngân long. Diệp Phạm sớm đã lướt ngang ra ngoài, lui ra phía sau hơn 10 dặm. Đúng lúc này thiên kiếp biến mất, hắn đứng ở phía sau mở thiên mục, cẩn thận quan sát. Đây là một con ngân long, thật sự có khí tượng của đại đế. Hơn nữa rõ ràng là thân thể máu thịt, không phải bóng dáng hư ảo, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy thi thể đại đế. Diệp Phàm chấn kinh rồi, nếu không ngoài dự đoàn, đây có thể chính là thi thể chân chính của yêu hoàng. Nhưng ngày nay hắn vọt ra, tản ra khí cơ sinh mệnh khiến chúng sinh đều phải sợ run. Phộng Có mấy vị thánh nhân chạy tới quá gần, vốn là muốn chiếm trước tiên cơ vọt vào trong huyệt mộ đế. Lúc này ở dưới khí tức của đại đế trực tiếp nổ tung, xương cốt cùng màu thanh bắn vãi ra khắp nơi. Nhìn thấy thi thể đế là chuyện muôn đời may mắn, không đúng, yêu hoàng hắn có thể còn sống. Cổ yêu bách kiếp đạo nhân kích động tới cực điểm, nói năng lộn xộn. Yêu hoàng chưa chết sao, mọi người đều ngây dại, rồi sau đó cả thân mình phát lạnh như băng. Yêu hoàng một thế hệ đã ngã xuống trên con đường thành tiên, để lại rất nhiều bí mật. Hôm nay rút cục nhìn thấy, đến tột cùng là thi thể của yêu hoàng, hay là thân thể hóa thành chân long sắp tiến vào tiên vực hàng rồng tối om ở gần cuối sườn núi, gần miệng hang có mọc dược vương cổ mười mấy vạn năm mà không chỉ một cây, tản ra mùi thơm ngát kinh người. Nhưng lại có một số cây héo rũ, vừa thấy là biết đã qua năm tháng quá lâu, hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất mà hạt giống lại trở thành dược vương cổ. Một con ngân long vắt ngang, giống như một dãy núi tuyết cao chót vót chạy dài, to lớn không thấy cuối, cái đầu giống ngừng cao hùng tráng, một cặp sừng thật lớn sang lòng lánh, từng mảnh vầy phát sáng tiếng ngâm vang động chín tầng trời. Đây là thật sự sao? Mọi người sợ run, không thể tin được đây là sự thực, một con chân long hiển hóa ở thế gian, quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Khí tức đại đế cổ tràn ngập, chân nhấp bầu trời, từng đám cổ thánh quỳ phục xuống, không tự chủ được quỳ bái. Đây là một loại rung động từ linh hồn, hướng tới phía trước dập đầu. Chư hùng chân run gối mềm hoàn toàn không đứng thẳng được, đồng thời tu sĩ tới gần cuối sườn núi đều cả thân thể nứt toạt ra, xương cốt gãy đoạn, rồi biến thành một đống máu bùn. Đây là uy áp của đại đế cổ, ngay cả thánh nhân đều không chịu nổi, giống như con kiến nhìn lên cự long, như con kiến càng cứng rắn chống trời, chênh lệch quá lớn. Toàn thân diệp phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, thần khí sức mẻ của thiên đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo bằng bác thối lui, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm hầu hết mọi người không thể tránh kịp. Bất kể cường đại cỡ nào chỉ cần tới gần hang rồng tối om này, đều đều đứt cân gãy xương, không chịu nổi loại uy áp đó. Yêu hoàng vạn cổ trí tôn một thế hệ, chúng ta vô tình mạo phạm, ở nơi này dập đầu lệ kính. Các đại thánh đều không ngoại lệ, quỳ dạp trên đất, không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long. Trần long màu bạc ngẩng đầu, nhảy lên chín tầng trời xoay quanh một vòng, rồi sau đó lại hạ xuống, cả vật thể phát ra hào quang bạc, giống như một vị thần vô thượng trấn áp cổ kim tương lai. Nó có sinh mệnh lực như biển, huyết khí cuồn cuộn mạnh liệt, khiến mọi người phát run. Đến giờ này không có người nào hoài nghi gì nữa, đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế. Ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế đều phải quỳ xuống, ở nơi đó run run, đủ để chứng minh hết thảy. Ông một tiếng, đầu cuối sườn núi kia vỡ ra, nửa ngọn núi đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới. Lòng khí cuồn cuộn, bên cạnh hang rồng tối đen kia, mấy chục cây dược vương lắc lư, loái ra điểm điểm sáng, tràn ngập mùi thơm ngát làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hà phi thăng. Ánh mắt chứ thánh đều dựng thẳng, nhưng cũng không ai dám vọng động. Ở trước mặt đại đế cổ, cho dù đến đây một vị chuẩn để đề đều có vẻ nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục ngay cả hang rồng đều nứt ra, mấy cây dược vương bên cạnh theo nham thạch bóc ra rơi xuống vực sâu, thực quảng phí của trời. Mọi người đều bị dọa đến ngây người, yêu hoàng nổi giận rồi sao, ngay cả hang rồng đều hủy diệt, đây là muốn đồ sát mọi người ở đây sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư thiên đến đây đều phải chết. Mỗi người đều ra đầu run lên, mấy chục vạn năm mất đi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào lại xuất hiện? ai ai cũng đều nói hắn ngã xuống trên con đường thành tiên nhưng đến tột cùng kết cục như thế nào đây rõ ràng là một con chân long là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian điều này quả thật tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt ai nấy đều tưởng như ở trong mộng ngay cả đại thánh đều phát mộng một vị vương của thánh nhân vỡ nát máu tươi cùng mảnh xương bắn tung tóe nhìn thấy mà ghê người chỉ vì hắn cách quá gần hang rồng điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ toàn thân lông tóc dựng đứng Diệp Phàm lui cũng đủ nhanh chóng, nhưng mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức, nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn, dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống, hơn phân nửa đầu gối cũng sẽ vỡ nát. Toàn thân bàng bác run lên, dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích, hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay hắn phát ra tiên huy, từng mảng lớn hào quang phủ xuống, cuối cùng cũng giúp hắn đứng vững, không có quỳ xuống quá cường đại, đây chính là đại đế cổ sao, chỉ tràn ra một lũ khí cơ đã khiến người ta không chịu nổi, ngay cả đại thánh đều phải quỳ lại. Nếu hắn thực sự ra tay thì rốt cuộc đáng sợ biết bao, ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả mảng vũ trụ này đi. Bằng bác sợ run nói. Hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác, mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng quan niệm xung đột, một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hai người còn thật sự nghĩ lại một chút rồi cũng bình thường trở lại, ngày nay có gì họ chưa thấy qua, trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bài kiến yêu hoàng Bạch kiếp đạo nhân nhân kích động thân thể đều run run, cúi đầu sát đất, mỗi bước một dập đầu, đây là một loại kinh y phát ra từ chân tâm. Trên bầu trời, con ngân long toàn thân vảy lấp lánh trắng như tuyết, loái ra đầy màu sắc, trong con ngươi có tinh không tiêu tan, có diễn biến đủ các loại cảnh tượng đáng sợ trong vũ trụ. Rõ ràng nó có một loại dao động sinh mệnh cường đại, nhưng đối với câu nói của Bách Kiết Đạo Nhân lại mắt biết tái ngơ, quay quanh trên vòng trời, nhìn xuống trời đất vũ trụ mênh mông, xuất thần một trận. Không đúng, đây cũng không phải yêu hoàng, nó sớm đã mất đi linh hồn rồi, đây là thi thể đế, một thân thể có một phần dấu ấn của đại đế thôi. Đột nhiên, thanh hoàng đạo nhân kêu lên. Lão tuy rằng tuổi già sức yếu sắp tọa hóa, nhưng trong con ngươi đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn ra hư thật của con chân long mẫu bạc này. Mọi người ngẩn người, tất cả đều thân thể phát lạnh. Đây không phải là đại đế, là một cỗ thi thể sinh ra linh trí, không có gì đáng sợ hơn so với chuyện này. Cách ngoài mấy trăm dặm, Diệp Phàm cùng bằng bác hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy phát lạnh như mọi người, đại đế cổ quả nhiên không có cách nào đo lường được. Một cỗ thi thể mà thôi mọi người đã không chịu nổi mau đánh chết người của địa phủ đuổi chúng ra khỏi đây đừng cho bọn chúng đến gần một vị hộ đạo giả nhân tộc quát lớn vị chủ thần của tổ chức thần hành động sớm nhất công kích về phía thần ma áo bào đen kia triển khai một trận chiến trước khi vào nơi đây các đại thánh luôn phòng bị người của địa phủ sợ bọn họ làm việc nghịch thiên hắc hắc đại thành địa phủ mặc triển y đen cười thực âm trầm, rồi rú lên một tràng, cả vạn âm binh khắp nơi ảo ảo hướng tới nơi này, mỗi tên đều thi khí ngập trời. Toàn bộ trần áp đi. Thanh hoàng đạo nhân quát to. Thạch nhân, ngư ma vương, cùng với mấy tà thần cũng đều biến sắc, cùng nhau ngăn cản vạn âm binh. Tường chuyển âm binh đối với thi thể là chí mạng, một khi đến gần là bị đồng hóa. Nếu như để cỗ thi thể đến này nhập vào địa phủ, chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng địa phương này trong nháy mắt liền trở thành tu la địa ngục, mặc dù âm binh quá vạn cũng không đủ giết, đại thánh vừa ra tay cái gì đều trở thành mây khói, thành từng mảng cho tàn tan trong vũ trụ. Nhưng mà, địa phủ đến quá nhiều, tiếng chống lôi động, xâm la địa ngục hiện lên, từng mảng thuyền lớn xương trắng cùng với từng tòa điện phủ âm ti hiển hóa trong hư không, rơi xuống càng nhiều âm binh. Mười vạn âm binh Mỗi mỗi đều cường đại, tất cả đều từ phần mộ cổ địa của các tinh vực cổ xưa trong vũ trụ tuyển ra, tụ tập lại đây. Đây là một lực lượng khiến vạn vực chư thiên đều sợ run. Bọn chúng đều không phải là đi chịu chết, cũng không có công kích đại thánh, mà là ngồi xếp bằng trong hư không tụng kinh, đây gọi là thi kinh của địa phủ. Định luyện hóa thi thể đế là một thành viên trong bọn họ. Không, mọi người đều kêu lên sợ hãi, thi thể yêu hoàng nếu như thật sự rơi vào trong tay bọn họ cả vũ trụ này đều phải biến đổi, chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng. Lùi Thanh hoàng đạo nhân ở thời khắc mấu chút đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy. Ở bên cạnh lão, bách kiếp đạo nhân đứng đó, thần sắc tối sầm, hiển nhiên lão căm thù địa phủ đến tận xương tùy, đây là yêu hoàng lão kính ngưỡng nhất, tuyệt không cho phép khinh nhờn. Nù ma vương, thạch nhân, tà thần, thầy thế, cũng lui ra phía sau, không có liều mạng với đại thánh địa phủ, chỉ có chủ thần của tổ chức thần còn ở nơi đó chiến đấu kịch liệt. Một cố quan tài đồng thao từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, dì xét loang lổ như là tồn tại gần cả trăm vạn năm, cái nắp quan tài đột nhiên mở ra, phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời bắn ra các loại hào quang rực rỡ. Nó đang đến gần, muốn kêu gọi thi thể đế. Chúng ta thật sự không cần ngăn cản sao. Ngưu Ma Vương nóng này, nếu thật phải để cho địa phủ có được chân lòng máu bạc này, khẳng định chính là một trường hạo kiếp. Yên lặng chờ xem. Thanh Hoàng Đạo Nhân chỉ nói một câu như vậy, ở trên cổ lộ lão có uy vọng cực cao. Yêu Hoàng mặc dù đã chết, cũng không phải ai đều có thể khinh nhờn, mặc dù người của địa phủ tới cũng không được. Bạch Kiếp Đạo Nhân oán hận cười lạnh. Ừm. Chủ thần của tổ chức thần ngự cái đỉnh bay đi, chỉ còn lại đại quân địa phủ, cùng với tiếng tụng kinh, cổ quan tài cùng với thần ma áo bào đen ngồi xếp bằng trong hư không, kêu gọi thi thể đề. Mười vạn thiên binh cả vật thể đều phát ra âm khí, một số thánh nhân đến gần nơi đó liền trực tiếp hồn phi phách tán, lưu lại một thân xác trống rỗng. Đây là pháp trận của địa phủ vừa quỷ dị vừa đáng sợ, có thể vây sát đại thánh, khiến người ta không thể tới gần, bằng không sẽ bị lệ quỷ lấy mạng, cầu đi hồn phách. Phốc. Đột nhiên, thần ma áo bào đen kia cả thân thể vỡ ra, toàn thân đều xuất hiện vết máu màu đen, cả người hắn run lẩy bẩy, rồi sau đó thân thể đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, cổ quan tài kia cũng chấn động mãnh liệt, tiếng tụng kinh im bặt, ở trên hư không bùng nổ, mảnh nhỏ kim loại bắn ra bốn phía. Rồi sau đó, mười vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi như là có một vị thiên thần chụp xuống một trường, làm cho bọn chúng trong nháy mắt biến thành bụi bậm, xóa tên trên đời. Đại thánh địa phủ đều như gà đất chó xanh, trong quá trình đang kêu gọi thi thể, thân mình nứt vỡ, đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào, hắn còn không có chân chính tiếp xúc, cách cũng đủ xa là muốn dựa vào 10 vạn thiên binh làm môi giới, kết quả vẫn là gặp phải phản phệ, hình thần câu diệt. Ừm. Hàng rồng phát ra khí tức tang thương muôn đời, thần bí khó lường, đúng lúc này hoàn toàn vỡ ra từng đợt từng đợt lòng khí lan ra khắp bốn phương tám hướng mà dược vương sinh trưởng chỗ miệng hang đều rơi xuống vách đá dựng đứng dưới vực sâu địa phương này sắp bị hủy diệt rồi cả tòa lăng tầm yêu hoàng đều nứt nẻ trong một tiếng nổ ẩm núi sông đổ sụp phần bộ đế bao la hùng vĩ lơ lửng trong vũ trụ vỡ tan không còn tồn tại nữa trừ thành tâm đều vấy máu bên hang động có một đám dược vương tới mấy chục cây toàn bộ rơi xuống vực sâu mà không biết trong hang động đến tột cùng còn có tiên vật gì nghịch thiên hay không nghĩ đến càng kinh người nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếc nuối một con ngân long vắt ngang ở nơi đó ngăn chặn hết thảy ngay cả đại thánh địa phủ cùng với mười vạn âm binh trí cường đều bị hủy diệt sao không khiến cho mọi người kinh sợ không có một người nào dám vượt qua nửa bước ầm ừ. đột nhiên con ngân long trên bầu trời cũng dần tan rã vậy biến mất khí cơ sinh mệnh bằng bạc hóa thành một bãi máu đế, hiện ra căn nguyên. Này, không phải một cỗ thi thể đế nguyên vẹn, mà chỉ là một chút máu, tuy nhiên lại không tầm thường, trong đó để lại chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, thủ hộ nơi này. Bạch kiếp đạo nhân kêu lên sợ hãi, lão cảm nhận được một loại dao động tâm tình nên cảm động lây, cùng theo bi ai. Phần mộ tàn giá, vực sâu cũng nứt ra, hàng động yêu hoàng trên vách đá dựng đứng cũng vỡ nát tan tành, hết thảy đều hiện ra. Ở nơi đó có một hộp ngọc chỉ dài một thước, có vầng hào quang sáng lấp lánh vần quanh, gần cả trăm vạn năm mà cũng không phai màu. Mọi người đều không kiềm nổi động tâm, thì thể đế không có, đã trở lại là một bãi vết máu, trừ thánh không kiềm được phóng tới phía trước muốn tranh cướp báu vật cuối cùng này. Không hề nghi ngờ, đây là vật trọng yếu nhất của yêu hoàng, bằng không sẽ không làm bạn bên mình, thủy chung cho đến chết đều chẳng tách rời. Thế nhưng trong vết máu kia ẩn chưa chất miệng, hóa thành luồng hào quang lấp lánh bay lên quấn quanh hộp ngọc thủ hộ ở nơi đó không chịu chia lìa trong lúc nhất thời mọi người đều đứng sựng tại chỗ không dám vọng động trước lấy dược vương trừ thánh hành động ào xuống vực sâu sụp nứt kia tìm kiếm mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới giặc đột nhiên hộp ngọc nứt vỡ phát ra tia sáng dịu dàng mọi người lập tức tâm thần đều run rẩy lộ ra trước mắt mọi người là một bó hoa khô héo, không có một chút sáng bóng nào. Nó sớm đã héo rũ từ lâu, nhưng quá yêu hoàng thi pháp, vẫn chưa hóa thành bụi bậm, nó vẫn giữ được nguyên dạng. Ai ai cũng đều có thể nhìn ra, bó hoa này không phải thần dược, cũng không phải thảo một cổ dị trùng, không có một chút giá trị gì, nhưng lại được yêu hoàng giữ gìn đến nay. Đây là đồ vật hắn yêu thích nhất. Sau đó hiện lên từng bức hình ảnh là những cảnh tượng ngày xưa thật sự phải đi sao? Bên bờ hồ nhỏ, một cô gái yếu đuối khẽ nói, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, ánh mắt trong mong nhìn một nam nhân áo trắng hơn tuyết, khát vọng giữ hắn lại. Ta muốn trở nên mạnh, thiên hạ vô địch. Người trẻ tuổi áo trắng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tràn ngập tự tin, trong con nguyên loài sáng dạng dỡ có thể làm cho nhật nguyệt lu mờ. Hắn phải đi lên tinh không cổ lộ bước trên hành trình vô địch để trở thành duy nhất trong thiên địa, đánh bại tất cả trí tôn trẻ tuổi, dựng thân trên tuyệt đỉnh vô địch. Hắn là hăng hái như vậy, nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Hắn vô tình bước lên thiên lộ, không chùn bước muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huỳnh, con có thể trở về không? Con có thể đến, gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng nam nhân áo trắng ở trên vòng trời quay đầu lại cười, làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm. Phong thái tự tin nói: "Đương nhiên, chờ ta thành đế, ta phải làm cho hào quang sáng rọi của toàn thế giới đều bao phủ trên thân muội." Dứt lời, hắn lại quay xuống mặt đất, trên một sườn núi ngắt lấy một bó hoa dại giao cho cô gái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại nhằm về phía vực ngoại, bước trên thiên lộ. Muội chờ huynh, đừng quên muội, phải trở về. Cô gái rơi lệ, ở trên mặt đất la lên, dùng sức phát tay. Tuyệt Nguyệt Thanh Trinh Chiến Đế lộ, đến từng chỗ từng chỗ tinh vực cổ xưa, lực một người địch với quần hùng, Trinh Chiến cũng không biết bao nhiêu năm rèn luyện chính mình, có đổ máu, có đau thương cũng có thành công. Hắn đánh khắp cổ lộ khó gặp đối thủ, đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế, hào quang của hắn chiếu sáng khắp tinh lộ, cuối cùng lại Trinh Chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất. Trong thời gian đó, khắp thế gian đều là địch. Hắn từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất, các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiểu trừ hắn, mà trên đế lộ chính là tàn khốc như vậy. Hắn không thể đi gặp cô nhân, không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến, đánh giết tạo ra một càn khôn sáng sủa. Cuối cùng, hắn quét ngang tất cả kinh địch trở thành đế, thiên hạ độc tôn, hào quang trói loại vạn trượng, chấn động của kim, 9 tầng trời 10 tầng đất không một người nào có thể tranh phong cùng hắn. Hắn làm được, chân chính thành đề thiên hạ vô địch, được vạn vực chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng, chú định được ghi vào trong sử sách tu luyện, trở thành tồn tại cao không thể với tới. Tuyết Nguyệt Thanh Men theo con đường hắn từng đi qua, quay trở về viên yêu tinh cổ xưa, nhưng mà chờ đợi hắn không còn là cô gái kia, chỉ có mấy lão yêu gần đất xa trời. Cô gái đã hương tiêu ngọc vẫn, ở 500 năm trước đã rời thế, mai táng ở nơi bọn họ ly biệt, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương, ngựa mặt lên trời thét dài, vũ trụ nổ tụng, khí cơ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang, gần như làm cho vũ trụ trời đất mênh mông kia sắp bị hủy diệt. Mượn trời 500 năm Đây là tiếng hắn giống to cầu khẩn, thế nhưng hết thầy đều không thể thay đổi. Mấy vị lão yêu nói cho hắn biết, cô gái tu luyện xảy ra vấn đề, hóa đạo mà chết, ngay cả thân thể cũng không thể lưu lại. Khi hóa thành màn mưa ánh sáng, trên mặt nàng mang theo đầy nước mắt, thì thào gọi tên hắn. Tuyệt Nguyệt Thanh bi thương giống to, hắn là đại đế, là thiên hạ vô địch, là muôn đời có một không hai, thế nhưng cũng không thể thay đổi hết thảy, không thể cứu nữ nhân kia trở về, cuộc đời này để vuột tay rồi. Cô gái yêu đuối hóa đạo, theo màn mưa ánh sáng đi xa, chỉ để lại một bó hoa, đúng là hắn tặng nàng năm đó trước khi rời đi, mà nay sớm đã khô héo, điều linh. Trong phần mộ đế nước này, mọi người giật mình kinh ngạc, rốt cục biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ, ở trong lòng hắn, đây mới là vật quý báu nhất. Mặc dù là vô địch thiên hạ, cũng có thời điểm không đủ sức, hắn bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, vật đơn giản nhất, bình thường nhất, đó mới là chân thật. Diệp Phàm xúc cảm trong lòng, không kiềm nổi thở dài một tiếng. Thế mới biết dù trói loại khắp thế gian, cũng khó bù lại nỗi chua sót cả đời, cuối cùng phải tiếc nuối. Yêu hoàng cả đời khiến người ta cảm khái, gần trăm vạn năm trôi qua mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này, trong lòng từng có ôn nhu, từng có nội chùa xót, cũng có tiếc nuối. Bàng bạc nói. Diệp tử, sau khi máu màu vàng trong cơ thể ngươi chút bỏ, hóa thành máu đỏ tươi, ít nhất có thể sống một vạn năm, nếu có thể tái tiến thêm một bước, sống được còn lâu hơn. Tới thời điểm đó, trên đời hết thảy đều điêu linh dưới tình huống bình thường, khi diệp phàm già đi, cố nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian, đều sớm đã tọa hóa trong năm tháng vô tình, trở thành bộ xương khô. người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời, thành thể có thể sống một vạn năm, khi hắn tới tuổi già, trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ. loại cảnh tượng này, chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho lòng người rúng động, quá mức cô đơn, quá mức hiu quạnh, mặc dù là địch nhân đều đã chết già không có một cố nhân nào để làm bạn. Cho nên, đừng lưu lại điều gì để tiếc nuối, đừng để giống như yêu hoàng, tới sau này chỉ một mình một người đơn độc đứng trên tuyệt đỉnh, tuy rằng là vô địch thiên hạ, nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo. Bàng bạc nói, Diệp Phàm buồn bã, cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong, cố gắng đuổi theo bước chân hắn, mặc dù khi đó hắn cũng không biết, cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm, lưu lại một phần mộ cô đơn hoa rơi tàn úa dài đầy trên phần mộ, nữ nhân đó tên là Tần Giao. Qua rất nhiều năm rồi, một ngày nào đó nếu quay về bắt đầu cũng nên đi tiểu thế giới của thanh giao vương tới trước mộ phần hưu quạnh đó thăm một lần, mấy chục năm qua có lẽ đã mọc đầy cỏ dại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nằm chắc hiện tại. Toàn thân diệt phàm tràn ra từng đợt từng đợt hào quang vàng, cả thân thể rực rỡ loa mắt, huyết khí tràn đầy, chấn cho thiên địa vang động u u như tiếng sấm. Ông đột nhiên việt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang trói mắt trừ đại thánh đều run rẩy toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại loại khí tức đế này trong huyết quang như là có một thân ảnh áo trắng hiện lên lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng cũng chính là khí tượng giúp hắn tồn tại ở nơi này trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan thủ hộ bó hoa héo tàn lúc này hắn như là sống lại quấn quanh trên bó hoa khô héo, rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Ở một tiếng, trời sụp đất nứt, vũ trụ nổ tung, màu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối, từ đó vĩnh viễn biến mất không thấy. Địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi, ngày sau đó bắt đầu chân chính đại loạn. Lăng tầng bị tan rã, chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới vực sâu mỗi một cây đều vô giá, có thể làm cho đại thánh phải khom lưng vì nó. Bằng bác kéo tay Diệp Phàm cũng đi theo cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu, tiến hành tranh đoạt, loại vật nghịch thiên này có thể sống lại ra thịt xương cốt người, già tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm, sao có thể bỏ qua. Ừ. Thạch nhân phát uy, cùng đối trưởng với Ngưu Ma Vương, trưởng lực ngập trời đương trưởng đánh đập vùng thiên địa này vỡ nát tan tành, trừ thánh đều bay tung ra ngoài, không có cách nào tiến lên. Người một tên thạch đầu nhân mà tranh cái gì, người có thể dùng dược vương được sao? Ngưu Ma Vương giận dữ, tế ra kim cương chắc sáng loáng đại chiến với thạch nhân, nổ nát thiên địa. Thánh linh tự nhiên có thể hấp thu tinh hoa bất tử của dược vương, tên thủ lĩnh Ngưu Ma tộc này rõ ràng là đang chế nhạo, hai người thế như nước với lửa chiến đấu kịch liệt. Lúc này, các đại thành khác cũng ra tay, mà các lộ đại quân bọn họ mang đến cũng đều hành động, tạo thành chiến trận, cướp lấy dược vương cổ dưới đáy vực. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hóa thành một luồng tia chớp, bí quyết chữ hành đột phá hết thảy ngăn cản. Ngày nay nếu luận tốc độ, thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn. Diệp Hương ập vào mũi, lóe ra hào quang sáng lạn, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh cướp lấy hai cây cổ dược, sau đó quyết đoán rút lui, phá vây bay ra ngoài cơ hội chỉ có một lần, dù sao nơi này có tới mười mấy vị đại thánh, còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi, không thể để người khác chặn đường lui, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phàm mới vừa rút đi, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh, hộ đạo giả nhân tộc thích thiên nhoáng lên một cái mà qua, không biết là định tấn công vào hắn, hay là trùng hợp lộ tuyển vì cây cổ dược phía trước kia. Coi chừng lão ra hòa này, chờ sau này tới gần đại thánh thu thập lão. Bằng bác nói, hắn dùng yêu đế cửu trảm cũng đoạt được một cây cổ dược, hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó, chứ thánh đều ra tay, đại chiến kịch liệt, phần mộ yêu hoàng nứt ra rồi hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, khắp vùng cổ vực tên là tinh phế thành này, mười mấy đại lục trước sau vỡ tan, hóa thành bụi vũ trụ, những phần mộ đó đều là giả, ngày nay cũng theo huyệt mộ chính tiêu tan. Như có như không có thể nhìn thấy mười mấy luồng tinh khí hình rồng sông lên tận trời, chìm sâu vào lăng mộ cổ xưa chân chính, như là chín con rồng niết bàn sát nhập hóa thành một hạt châu, nở rộ hào quang vô tận. Đây là một cổ sinh khí cường đại không gì sánh nổi, giống như đại đế cổ sống lại, rồi sau đó hóa thành một luồng sáng bay theo bước chân chấp miệng của yêu hoàng chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ, biến mất ở cùng một phương hướng. Đại đế cổ à! Diệp Phàm tự nói. Cả tinh vực này dung chuyển mạnh, các đại thánh dẫn dắt các lộ đại quân hỗn chiến, tranh đoạt dược vương. Mấy chục cây dược vương như chuyện thần thoại hoang đường, không thể tưởng tượng, có thể giúp cho rất nhiều vị đại thánh sắp tọa hóa sống sót. Đáng tiếc khi hang rồng nứt vỡ, rất nhiều cây dược vương bị tổn hại, hóa thành tinh khí tiêu tán trong hư không. Cuối cùng chỉ có mười mấy cây dược vương còn lại, bị chư thánh cướp đi. Nên rời đi rồi. Diệp Phàm nói với bảng bác nơi này không nên ở lâu, có mấy vị âm thần đang âm thầm rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp tới. Thanh hoàng đạo nhân thọ nguyên không còn nhiều, Diệp Phàm sớm biết nhưng cũng không có biện pháp nào. Lúc trước ở thành thứ 50 nhân tộc, hắn từng hiến cho lão dược phẩm. Kết quả lại được báo cho biết, lão nhân sở dĩ có thể sống đến hơn 8.000 tuổi, chính vì đã từng hấp thu tinh hoa thần tính bất tử cùng loại, ngày nay hết thảy đều vô dụng. Ngào ô Một tiếng rú dài, trời sụp đất nứt, tiếp theo là sấm rền chấp giật, lòng mã vừa độ kiếp vừa chạy như điên ra. Lần này, lòng mã thu hoạch lớn nhất, nuốt nạp tinh khí của cổ tổ long mã lớn mạnh bản thân mình, chiếm được đạo quả khó có thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là căn nguyên của nó lớn mạnh hơn rất nhiều, trước mắt nó còn đang tiếp tục độ kiếp. Diệp Phàm, bằng bác dừng chân lại, âm thầm hộ pháp cho lòng mã, đồng thời chuyển âm báo cho nó biết hướng tới thẳng chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng, hết thảy đều đã xong, hai người một ngựa đạp thiên vực rời khỏi nơi đây, tiến vào trung tâm tinh vực, phế thành. Không có dừng lại, Diệp Phàm triệu tập 12 thánh giả, rồi lập tức ra đi, rời khỏi trốn thị phi này bước tiếp trên tinh không cổ lộ. Đội nhân mã bọn họ đi cùng nhau, không phải hoa lệ và cường đại bình thường, Diệp Phàm bằng bác đã là trí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đám long mã, hoàng kim sứ tử, thiên hạt, cửu vĩ ngạc long cũng không có tên nào là tầm thường. Đến tận đây, bọn họ không đi theo cổ lộ của Chư Hùng nữa, mà bắt đầu tiến quân trên con đường Hoàng Kim Thái Cổ để tiến hành mài rũa rèn luyện. Đây cũng chính là những đoạn đường Thái Cổ quá mức nguy hiểm mà ngày nay bị vứt bỏ. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 6 năm, bọn họ biến mất trên cổ lộ nhân tộc, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị tiếp dẫn xứ địa phương nào đó phát hiện tung tích. Đây là một viên tinh tú sinh mệnh cổ xưa, là một chỗ bí cảnh trên cổ lộ Hoàng Kim. Cả viên cổ tinh linh khí rất loãng, khi đoàn người diệp phàm hạ xuống đều cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ từng đến rất nhiều cổ địa sinh mệnh, nhưng tinh tú sinh mệnh chân chính lại rất hiếm thấy. Nơi này điều kiện ác liệt, tuy rằng cây cỏ cũng coi như sung xuê nhưng gần như không thích hợp tu đạo. Nơi này là một chỗ cổ địa suy tàn bị đại đạo áp chế áp liệt hơn xa bắt đầu, linh khí loãng đến đáng thương, không thể giúp tu sĩ tìm hiểu đạo pháp trên thực tế cũng đúng như thế, diệt phàm đi lại trên cổ địa sinh mệnh này gặp được rất nhiều dân bản xứ, nhưng cũng chưa hề nhìn thấy một tu sĩ nào. nhưng thật ra ở một vài vách rúc đá cổ gặp được một số hình khắc trình bày pháp môn tu luyện, đều là nét khắc trên vách núi vào mấy vạn năm trước. nếu không có mấy thứ này, quả thực khiến cho người ta hoài nghi viên cổ tinh này chưa từng có xuất hiện tu sĩ. cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được một ít cổ pháp thất truyền. Long mã lên tinh thần, triệu tập đám hoàng kim sư tử, thiên hạt muốn dò tìm khắp cả viên tình tú. Bọn họ phân công nhau hành động, tìm tòi lục soát khắp hành tinh. Bằng bác thì lên thẳng tận trời, chìm sâu vào bầu trời xanh, sau đó hắn vượt qua phía trên biển rộng. Đám Long mã, hoàng kim sư tử, cửu vĩ ngạc long thì phân biệt vọt vào danh sơn đại duyên, tìm khắp trốn âm u dò tra khắp nơi thắng cảnh, thăm dò động phủ cổ, muốn thu được kế thừa thượng cổ cổ tinh cũng không lớn, Diệp Phàm yên lặng cảm thụ đại đạo nơi này, dường như tình tú này chưa từng xuất ra đại đế, không có loại đạo ngân này. Đương nhiên, ai cũng không thể kết luận chính xác, đại đế cổ quá mức thần bí, mỗi người đều sâu không lường được, có ai biết được cố hương chân chính của bọn họ ở nơi nào. Diệp Phàm đi ra ngoài đồng ruộng, quan sát cuộc sống của dân bản xứ, tất cả đều đơn giản và mộc mạc, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống thực bình thản và an tường hắn ngừng lại ở một chỗ, thưởng thức bầu không khí tường hòa này, trên ruộng có mục đồng thả châu thổi sáo, bên bờ sông vài nữ nhân giặt áo, ở đồng ruộng vài lão nông vùng quốc. Mà ở đầu thôn, một lão hán đang trẻ củi, lão vẫn không dùng hết sức, đao trẻ củi cũng không bén lắm, nhưng lại bổ thân cây rất thô to thành những mảnh củi đều đặn. Lúc đầu Diệp Phàm chưa chú ý lắm, nhưng rất nhanh hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ, lão hắn vung đao trẻ củi không nhanh không chậm từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, có một loại vận luật đặc biệt. Diệp Phàm dồn chú ý, càng xem càng kinh hãi, đầy rõ ràng có một loại đạo vận, có thể nói thanh đao trẻ củi vẽ ra một quỷ tích. Ở phía sau lão nhân có một đống củi cao như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra, với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão như thế nào có thể làm được. Diệp Phàm còn thật sự quan sát cẩn thận, lão nhân huyết khí thật sự không mạnh, khí vung đao không nhanh không chậm, nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ. Chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim cộng mình theo, đồng loạt nhảy lên. Hắn bị dọa cho kinh sợ, đây là một viên cổ tinh căn bản không thể tu đạo, kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp, vậy lão nhân này vì sao có thể làm được thế? Lão nhân ra, ngài đây là đạo gì? Diệp Phàm tiến lên, còn thật sự thỉnh giáo. Cái gì đạo? Người trẻ tuổi ngươi muốn hỏi ta đường đi à? Nơi này trước kia không có đường xá gì, nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn, ngươi chỉ cần đi tới phía trước là được. Lão nhân không nhanh không chậm nói, tay vung đao trẻ củi, từng miếng từng miếng củi rơi xuống, rất đều đặn, từ đầu đến cuối tiết tấu không thay đổi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lặng lặng nhìn lão nhân vung đao trẻ củi, không hề quấy dày, nhưng đúng lúc này xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Diệp tử, mau tới đây. Đây là bằng bác la lên. Bắt được một thứ lớn, nghịch thiên, nhanh lên lại đây. Lòng mã hô to gọi nhỏ, dường như phi thường kích động và phấn chấn. Trong lòng Diệp phàm chợt nghiêm lại, chân đạp bí quyết chữ hành, rất nhanh vọt tới. Ở bên cạnh mảnh ruộng cách đó không xa, đám bằng bác, lòng mã, hoàng kim sứ tử, xuất hiện. Chúng ta tóm được một thần linh sắp tọa hóa. Lòng mã kêu to, sợ người khác không biết. Người nói lung tung gì vậy? Diệp Phàm quát lớn. Thật đó, địch sát là thần linh xưa nay hiếm thấy. Bằng bác cùng rất phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kinh người. Đám hoàng kim sư tử, thiên hạt hợp lực khiêng tới một cỗ quan tài đá, bên trong nằm một lão nhân toàn thân phát sáng, tóc trắng xóa, có một cổ khí tức trí thần trí thánh. Mặc dù sắp tọa hóa, sau đầu lão nhân cũng có thần hoàn bất hủ, rực rỡ loa mắt thật sự là một vị thần ư. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi. Chính xác trăm phần trăm. Đám Long Mã, Hắc Hùng, Thiên Hạt, tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định. Diệp Phàm có chút chố mắt nhìn chân chối, một lúc lâu sau mới nói. Thần, các ngươi, làm thế nào tìm được? Từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ moi ra, thật không nghĩ tới tóm được một vị thần còn sống lòng mã nói với sắc mặt kích động bảo hắn vận chuyển bí quyết chữ giả khôi phục căn nguyên khí cho vị thần này để phòng bị chết đột ngột